Chào mừng các khán giả thân yêu của Bện TV. Quý vị thân mến, mỗi một loài động vật khi mà sinh ra lại có một chiếc tổ ấm khá là xinh xắn để có thể ẩn náu cũng như là chăm sóc đàn con của mình. Song với những loài bầy đàn thì bạn nghĩ sao về tổ của chúng nó nhỉ? Chúng có thể sẽ rất là to vĩ đại đấy và bạn không thể nào tưởng tượng là chúng to như thế nào đâu. Vậy nên các bạn đừng bỏ qua bất cứ điều gì trong video của Bện TV ngày hôm nay nhé! Mười tổ ấm đáng kinh ngạc được xây dựng trong thế giới động vật. Số 10. Tổ chim thợ dệt. Nhìn chung thì chim thợ dệt là một trong những loài chim được tìm thấy rộng rãi nhất ở trên trái đất. Nhưng loài chim đặc biệt này có thiên hướng thiết kế một ngôi nhà đáng kinh ngạc. Tổ của loài chim dệt này là một trong những ví dụ đáng kinh ngạc và bắt mắt nhất trong tự nhiên. Nó được xây dựng tốt đến mức giống như là một tổ điển hình để tồn tại qua nhiều thế kỷ, thậm chí chính là nơi ở của chúng trong suốt khoảng thời gian tồn tại. Loài chim thợ dệt có quan hệ họ hàng với loài chim sẻ được tìm thấy khá nhiều ở khắp mọi nơi trên châu Phi. Cận sa mạc Sahara và được tìm thấy với số lượng cực kỳ dồi dào trên khắp hầu hết miền Nam châu Phi. Và trong hầu hết các trường hợp thì chim thợ dệt sẽ mất khoảng nhiều thời gian để có thể tập hợp cả đàn vì toàn bộ các đàn trong tổ của chúng chỉ dính vào nhau. Trông giống như là một đống gai và lông tơ thì khổng lồ. Cái tổ đủ lớn chứa khoảng 100 cặp chim và trải qua rất nhiều thế hệ cùng một lúc. Số 9. Tổ mối cổ đại. Khi nói đến những kỳ công kiến trúc đáng kinh ngạc về kỹ thuật, những sinh vật nhỏ bé này đã tạo ra một trong những công trình lớn nhất từng được tìm thấy và được biết đến. Nghiêm túc mà nói, thứ này lớn lên đến mức không thể nào tin được. Nó hiện còn lớn hơn cả nước Anh nữa. Nhưng bạn có thể tưởng tượng với quy mô lớn bằng cả Vương quốc Anh. Thật là một cú sốc khi mà đàn mối đáng kinh ngạc này vẫn là một bí ẩn cho đến năm 2018, khi nó được một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu tình cờ phát hiện ra. Trên thực tế thì tổ mối này khổng lồ đến mức mà các nhà khoa học vẫn đang cố xác định là số đo chính xác của nó. Nằm sâu trong rừng rậm Brazil, tổ mối là một trong những mạng lưới đất khổng lồ. Một số trong số đó cao hơn 3 mét, trong khi người dân địa phương đã biết đến về ụ mối này trong rất nhiều thế kỷ. Phải đến khi mà một nhóm các nhà côn trùng học đã khảo sát địa điểm, phạm vi thực sự của tổ này mới được tiết lộ. Trải rộng trên 200 triệu gò đất riêng biệt đáng kinh ngạc, tổ mối đáng kinh ngạc này được cho là đã gần 4.000 năm tuổi, đặt ra câu hỏi rằng thứ này thực sự đi sâu đến mức nào. Số 8. Vỏ bọ cánh lông. Không giống như hầu hết các loài côn trùng khác thì bọ cánh lông khéo léo tạo ra một trường hợp phòng thủ có thể được coi là phương tiện vượt địa hình của thế giới bọ. Có khả năng sẽ tồn tại ở cả môi trường ở dưới nước và ở trên cạn trong suốt khi mà ở giai đoạn ấu trùng. Bạn có thể thấy là bọ cánh lông tương tự như là phù du và đom đóm và là một trong những côn trùng thủy sinh sống hầu hết ở dưới nước. Tuy nhiên thì không giống như là bất kỳ loài côn trùng nào khác thì bọ cánh lông đã sử dụng tơ từ cơ thể chúng cũng như là đá cuội, cát và vật liệu thực vật để có thể tạo thành giá đỡ. Về cơ bản là tạo ra một ngôi nhà bằng gạch bao xung quanh cơ thể của chúng khi mà chúng phát triển. Chúng thậm chí sẽ sử dụng một loại tơ và cát kết hợp để có thể tạo ra lưới bắt các mảnh thức ăn từ nước chảy. Những con bọ đáng kinh ngạc này sống như là một nhộng ở dưới nước và các dòng suối, sông và hồ trong khoảng thời gian 2 năm. Khi chúng sẵn sàng biến thành nhộng rồi lại biến thành con trưởng thành, chúng phải nhanh chóng bơi lên mặt nước nơi mà chúng sẽ nổi lên và bay đi như những con côn trùng có cánh. Số 7. Tổ hải ly. Khi nói đến việc xây tổ thì không thể nào không nhắc đến hải ly. Không chỉ thiên hướng kỹ thuật của chúng khiến cho những loài động vật này trở nên khác biệt mà đó còn là khả năng độc nhất của chúng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái.
là một trong những loài động vật duy nhất trên hành tinh mà thức ăn của chúng gần như là hoàn toàn là cây và vỏ cây, phương pháp mà Hải Ly thu thập tài nguyên để có thể xây nhà đóng một phần vô cùng là quan trọng trong nhiều hệ sinh thái Bắc Mỹ và châu Âu. Chủ yếu có nguồn gốc từ Mỹ và Canada, Hải Ly được coi là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, thường nặng tới 27kg và đôi khi đạt tới chiều dài là 1m2. Hải Ly xây dựng những ngôi nhà đáng kinh ngạc của chúng trên các hồ, sông, lạch và suối, nơi mà có tới 9 con Hải Ly sẽ cùng ở một ngôi nhà với cả những thế hệ đóng góp vào việc xây dựng và bảo trì liên tục. Nhà của Hải Ly đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc là tiếp tục tồn tại của chúng với tư cách là một nơi mà những loài động vật tuyệt vời này sẽ sử dụng làm nơi, ăn, ngủ, nghỉ ngơi, nuôi con và tìm kiếm sự bảo vệ chống lại những kẻ săn mồi. Số 6. Tổ kiến vàng. Trong tổ kiến là nơi trưng bày rộng rãi và trải rộng của những nhà xây dựng đáng kinh ngạc, thì kiến vàng lại nổi bật giống như là những kỹ sư đáng kinh ngạc nhất của vũ trụ côn trùng, nơi mà chúng được biết đến với khả năng là xây tổ đáng kể giữa những chiếc lá và cây của hệ thống sinh thái rừng rậm rạp. Sử dụng sự phối hợp chính xác, kiến vàng tạo ra được những chuỗi kiến cực kỳ là chắc chắn bằng cách là liên kết các chân của chúng để có thể kéo và uốn những chiếc lá vào vị trí giống như là chúng mong muốn vậy. Khi mà đã hình thành thì kiến sẽ sử dụng chiếc ấu trùng của mình để có thể tiết ra một loại tơ dùng để khâu các loại lá lại với nhau để có thể tạo thành tổ, gần giống như là một ống keo khổng lồ. Sau khi hoàn thành thì đàn kiến sẽ lặp đi lặp lại quá trình này và một đàn kiến vàng có thể sẽ có nhiều tổ thống trị cả một mảng cây trong cùng một lúc. Do khả năng chiếm lĩnh lãnh thổ cùng với lại sinh sống đáng kinh ngạc của chúng, kiến vàng đã trở thành những loài sinh vật hung hãn và có tính lãnh thổ cao. Trong hơn 1.000 năm thì chúng đã được nông dân bản địa sử dụng để có thể kiểm soát sâu bệnh nông nghiệp. Các bạn thân mến, và con vật tiếp theo trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay chắc chắn các bạn đã đều biết đến. Nhưng hãy xem chúng làm tổ ấm của mình như thế nào nhé! Số 5. Tổ én vách đá. Đối với loài chim én, việc xây tổ của chúng ở rìa của một vách đá là một vấn đề sống còn. Loài én thường xuyên sẽ trở thành các đàn từ 200 cho tới 1.000 tổ, với đàn lớn nhất từng được ghi nhận có hơn 3.600 tổ treo ở ngoài rìa vách đá của Nebraska. Được tìm thấy trên khắp hành tinh, én vách đá rất ưa thích là sống ở đồng cỏ, rừng rậm, thậm chí có cả ở những thị trấn và thành phố, và sẽ đi đến những đoạn đường dài bất thường và được tìm kiếm những tổ ấm cao nhất và khó tiếp cận nhất có thể để chúng sẽ thiết lập đàn sinh sản của mình. Có một sự thật là những con én ở trên vách đá sẽ thực sự ngủ ở trên cây trong hầu hết khoảng thời gian của năm. Cho đến khi mà một cặp sinh sản được hình thành thì chúng mới tìm cách sẽ tham gia vào một quần thể tổ ở trên vách đá. Đó chính là lúc chúng sẽ bắt đầu xây dựng những chiếc tổ cao đáng kinh ngạc này. Số 4. Nhện cửa sập. Con nhện cửa sập sử dụng một loại chiến thuật đáng sợ để có thể săn mồi là xây dựng một hàng ổ ác mộng giống như là một thứ gì đó trong bộ phim kinh dị. Loài nhện có nọc độc này sẽ làm những cái lỗ, ở đó chúng sẽ lót ngôi nhà ở dưới lòng đất của mình bằng tơ, giúp giữ được độ ẩm ở bên trong hang, giúp chúng sẽ dễ dàng đi qua hơn. Nhưng cũng hoạt động giống như là một cái bẫy cuối cùng cho những con mồi ngây thơ. Mỗi một hang lại có một cửa bẫy với một bản lề được thiết kế khéo léo cho phép chúng sẽ đóng mở. Và con nhện cửa sập này sẽ bám vào mặt dưới của cửa bẫy ngụy trang, chờ đợi một con côn trùng hoặc là chim nhỏ sa vào đó và đi qua cửa. Một trong những con nhện sập sẽ sống gần như là cả đời bên trong những cái hang đáng kinh ngạc này, và loài nhện sống lâu đời nhất đã trải qua 43 năm đáng kinh ngạc bên trong ngôi nhà ngụy trang của nó đấy. Số 3. Tổ đại bàng đầu trắng. Mặc dù là hình ảnh mạnh mẽ và mang tính biểu tượng của Mỹ,
Đại Bàng Đầu Trắng cũng là bậc thầy vô song trong việc tạo ra ngôi nhà vững chắc để có thể nuôi dạy thế hệ tiếp theo của chúng. Tạo tổ phòng thủ là một khía cạnh cực kỳ quan trọng trong vòng đời của Đại Bàng Đầu Trắng, và vì vậy cả con đực và con cái của loài này sẽ cùng nhau xây tổ, mang cành cây và vật liệu đến khu vực trước khi mà sắp xếp cấu trúc thành một vật thể khả thi. Là những con chim săn mồi lớn, tổ của Đại Bàng Đầu Trắng khá lớn, với vị trí được xây dựng trung bình có đường kính là 1,5m và sâu tới 1,2m. Bạn có thể tin được không? Tổ Đại Bàng Đầu Trắng lớn nhất được ghi nhận nằm ở bang St. Petersburg, có đường kính lên tới 2m85, sâu 6m và nặng đến 3 tấn, bằng trọng lượng của một con voi. Số 2. Cá nóc Nhật Bản. Thói quen làm tổ của loài cá nóc có 102 kỳ lạ này đến mức mà các nhà khoa học thậm chí không thể tìm ra được chúng là gì cho đến khi mà họ thực sự tận mắt chứng kiến sự sắp xếp của chúng. Trong nửa đầu thế kỷ thứ 20, một loạt các vòng tròn kỳ lạ ở dưới đáy biển đã được tìm thấy trên khắp vùng biển sâu của Thái Bình Dương bởi những người lặn biển. Chúng kỳ lạ đến nỗi mà người ta đã đưa ra các giả thuyết trải dài từ những con quái vật kỳ dị ở dưới đáy sâu đến những nền văn minh ở dưới nước và thậm chí là cả người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, hóa ra tác phẩm điêu khắc ở trên cát này thực sự là khu vực làm tổ của những con cá nóc đực, nơi tạo ra hoa văn phức tạp ở dưới đáy đại dương để thu hút được bạn tình tương lai. Số 1. Chim đinh viên. Sống lâu trong những khu rừng ở Úc và Nigeria, chim đinh viên có rất nhiều màu sắc và hình dạng, trải rộng trên 20 loài riêng biệt, tất cả đều thể hiện những phương pháp tán tỉnh phức tạp và kỳ lạ, cũng như là các chiến thuật xây tổ để có thể thu hút được bạn tình của chúng. Chim đinh viên thu thập những đồ vật có màu sắc nhất mà chúng có thể sẽ tìm thấy và sau đó sử dụng nó để có thể tô điểm cho tổ mới xây của chúng bằng cách những món đồ trang sức hấp dẫn và độc đáo. Trong tự nhiên, điều này thường dẫn đến việc những con chim đinh viên sử dụng nhựa, rác và các vật liệu kim loại bỏ đi khác để có thể tạo ra các tổ của chúng. Còn được gọi là chim làm vườn, loài này có nguồn gốc từ vùng núi của bán đảo Vogelskop, nằm ở vùng New Guinea, phía tây của Indonesia, nổi tiếng với rất nhiều những loài chim thiên đường có màu sắc tươi sáng và kỳ lạ. Mặc dù vậy, loài chim này không có màu sáng chút nào mà thay vào đó là có màu nâu ô liu buồn tẻ. Tuy nhiên thì những con chim có vẻ ngoài bình thường này lại thu thập được những bông hoa đẹp và độc đáo nhất mà chúng có thể sẽ tìm thấy và sau đó sẽ sử dụng chúng để có thể sắp xếp tổ của chúng trở thành một cửa hàng đáng kinh ngạc. Cảm ơn các bạn vừa theo dõi hết video của chúng tôi ngày hôm nay. Rất mong quý vị sẽ luôn đồng hành cùng với Bện TV để cùng khám phá rất nhiều những điều bí ẩn ở trên thế giới nhé. Đừng quên ấn nút like, share và subscribe cho kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.